Vâng, Ford bán tải 2011 số sàn, máy dầu 3.2 một cổng, với giá bán 156 triệu đồng. Ford bán tải 2011 số sàn, máy dầu 3.2, 156 triệu đồng. Vâng, một chiếc Ford, nhưng mà nó là Ford gì lạ lắm các bác ạ. Đó là Ford Pebido Max, em chẳng biết là nó Ford gì. Tóm lại đây chỉ biết là một chiếc bán tải thôi. Xe này chắc chắn là của Việt Nam rồi, chứ không phải là Ford Ranger của Thái Lan đâu. Em nói thật đấy, con này thì trông nó lạ lắm, chỉ gắn logo của Ford thôi, chứ thực ra con này thì em thấy là nó lạ lắm, ít lắm. Nhưng mà được cái là nó rẻ các bác ạ, 156 triệu đồng thôi mà bà con đã sở hữu được một chiếc xe bán tải chở đồ, dành nhất là dành cho các bác nào đi công trường công trình mà muốn kiếm một chiếc xe hơn 100 triệu để chở đồ, chở hàng, chở vật liệu hay là chở những cái phụ kiện mà chúng ta đi làm theo, chở cây, chở cối thì em thấy là rất là đẹp cho mọi người. Con này thì biển Thái Nguyên, tư nhân chủ đủ đầy đủ nhé, rút hồ sơ thoải mái. À, đây đây đây, nó có cái chữ gì đây, đây Ford thì Ford rồi, Ford thì Ford rồi, White Jack rồi, nhưng mà nó lại kèm thêm chữ Premio Max. Đấy, chắc là cái đây này, Premio Max. Đấy, một chiếc xe mà nó dán cái tem xong rồi lại dán ghế, mình cứ tưởng là Ford. Đấy, các bác thông cảm, con này mắc rời lắm các bác. Các bác có rảnh rỗi có qua em nói chuyện uống nước chè, chè thì lúc nào em pha sẵn rồi. Đấy, mua con bán tải này là chủ xe cho 2 cân chè Thái Nguyên rồi. Đấy, các bác đến đây là em pha cho là anh em mình ngồi đàm đạo hút thuốc, nước chè, đến trưa thì ăn cơm với bọn em. Đấy, chủ yếu là các bác cứ đến là em vui rồi, chứ không cần các bác phải là mua xe đâu. Đấy, nhất là các bác ở xa mà đến là em rất là vui luôn. Đấy, buổi sáng nay thì hôm nay là ngày mùng 8 thì em bán được, giao được một xe cho khách, mình đệ cọc được 2 xe rồi. Đấy, tức là 3 xe rồi. Đấy bà con nhé, gọi là cứ túc tắc đều đều ngày khoảng 3-4 xe, 4-5 xe, có ngày nhiều thì được 8-9 xe, có ngày ít thì chả được xe nào. Đấy, đấy là tình trạng của thời điểm mà buôn như này. Có khi là ngày này không được xe nào, ngày sau chả được xe nào, nhưng ngày hôm sau nữa lại được 3-4 xe. Đấy, tóm lại thì cứ chia đều ra thôi, gọi là kiếm ăn kiếm sống qua ngày thôi. Có con thì lỗ làm, có khi là 10 con thì lỗ khoảng tầm một con là đã gọi là hết lỗ cả 10, hết lãi cả 10 luôn. Nói chung về cái chiếc xe bán tải này ấy, thì em nghĩ là nó chỉ dành cho các bác nào mà chở đồ, chở đạc đi công trường, công trình, hay là ví dụ như cái vườn nhỏ chở cây, chở cối, hay tóm lại là chở phân, chở gạo, nói chung là chở tuốt được. Đó, mà 5 chỗ ngồi. Con này máy dầu 3.2 số sàn thì nó khá tiết kiệm nhiên liệu, cực kỳ khỏe, không cần phải hai cầu đâu các bạn ạ. Không cần phải hai cầu đâu, con này nó 3.2 nó rất là khỏe. Vâng, máy dầu thì cực kỳ tiết kiệm và đăng kiểm đến tháng 8 năm 2022. À, quên, 23. Đấy, đèn thì nó có hai loại hệ thống đèn. Đấy, chả biết là tí đèn bật lên xem nó là hệ thống đèn gì, nhưng chắc chắn là đèn như này là rất là sáng. À, bác này là bác cái chủ thầu ở trên Thái Nguyên. Đấy, và đã làm xong một cái công trình của nhà nước nên là bác ấy lại để lại cho em. Lúc mua thì bác ấy con này trước đây cũng của em bán ra cho bác thôi. Bác bảo là thôi, bao giờ bác mua xong rồi hôm nào đi hết công trình khoảng năm thì làm hết công trình nhà nước hàng năm cơ. Nên là bác bán lại cho em. Ok, đơn giản thôi. Em lại nhập lại và lại bán với giá rẻ hơn lúc trước đây. Trước đây bán tầm 106 mấy hay 107 mấy gì em chả nhớ đâu. Nhưng mà bây giờ thì em chỉ bán cho 156 triệu mà vẫn còn bớt nha bác con nhé. Bà con cứ đến gặp em uống nước chè, biết đâu mua được xe rẻ ra. Rất là hợp lý cho mọi người này. Tất cả lốp dép của nó khá là ok nhé. Dòng bán tải này thì nó đơn giản thôi, thùng của nó thì không khác cái thùng công nông thôi. Dòng này thì thùng của nó thì như kiểu những dòng xe ben ở quê mình ấy. Rất là đơn giản này, có thể chở được khối cát luôn. Khối cát, khối đá này, mấy chục bao xi măng đều rất là đẹp. Nhưng mà nó là ô tô chứ không phải là công nông các bạn nhé. Ô tô chứ không phải công nông đâu, mà tiền của nó là 150 mấy triệu cơ. Công nông thì chỉ mua khoảng tầm mấy chục thôi. Đấy bà con nhé, tất cả đều rất là đẹp này. Tất cả đều rất là đẹp. Lốp dép của nó thì khá là ổn định cho bà con. Thân vỏ thì khá là dày, dòng này thì tôn vỏ khá là dày. Bậc để chân lên xuống này, chở người đi đóng gạch cũng được này. Bậc để chân rất là ổn định. Nội thất dòng bán tải thì nó chả có gì cả. Con này thì về bác ấy cũng gọi là trang trí một số thứ thôi, chứ còn đâu thì nó vẫn như lúc đầu em bán mà. Màn hình đầy đủ này, có thêm cam lùi, cam hành trình, âm thanh hay, vẫn là hệ thống gương kính chỉnh điện. Nói chung là keo chỉ đây, keo chỉ của nó thì xe thì cam kết cho anh em là không có đâm va đâm xô tai nạn, không ngập nước. Thế thôi. Dòng bán tải này thì nó cũng là một cái dòng xe mà chạy khá là nhiều và quần quật cả ngày luôn, nó gọi là bán tải mà, chứ không như xe con. Dòng bán tải thì là một cái dòng như kiểu công nhân lao động. Đấy, nên là cũng chạy khá là nhiều và chở thì liên tù tì. Thế nhưng mà nếu như các bác chủ xe bác mua dầu đây như chỗ này,
Rất đơn giản, nó bôi dầu bôi mỡ vào thường xuyên thì chắc chắn là em nghĩ là nó cũng ổn định luôn. Đấy. Thế nên là các bác nào mà mua xe mà không cần biết là nó như thế nào nhưng mà nó ổn định mà cứ bảo dưỡng định kỳ thường xuyên thì em nghĩ là nó khá hợp lý. Đây, xe thì bốn cánh của nó thì em thấy chưa có đâm đụng gì cả. Đấy. Chưa có đâm đụng gì. Đấy. Tất cả keo chỉ của nó còn nguyên bản. Lửa thất thì ghế da. Đấy, còn nhé, chưa thấy có gì là đâm đụng cả. Xe thì rất là cứng xe, rất là đẹp luôn. Đấy, với cái tầm tiền của nó thì chỉ có đâu đó hơn 100 triệu. Mà sở hữu một chiếc xe bán tải đời cao 2011. Con này thì niên hạn của nó thì còn khoảng tầm hơn chục năm nữa. Bây giờ các bác chạy khoảng 5 các bác đấy. Chạy công trình ấy, bác nào mua chạy công trình ấy, chạy khoảng 5 bác quay lại bác chán lại bán cho em. Lỗ tí. Đấy. Đấy các bạn thấy, gầm bệ này, sắc xi của nó này. Tất cả những đường gầm của nó còn rất là đẹp đúng không ạ? Không có mục mọt gì. Được chưa? Đấy, bác nào mà mua thì đến gặp Tuấn Anh ô tô Hải Phòng có giá rẻ luôn, đúng không ạ? Giá rẻ luôn mà sau này lại bán lại cho em lại rẻ luôn. Đúng không ạ? À quên, lại vừa lý luôn, lại bỏ rẻ luôn thì các bác khiếp, các bác không muốn xe. Nhưng mà thực ra thì dòng bán tải này 1 năm chạy thì nó sẽ mất giá hơn so với lại cái dòng xe con. Vì dòng xe bán tải này nó có liên hạn. Đấy, ít này, cam hành trình này. Đấy, ít này, lấy căng luôn này. Lỗ này, đề gan ngay này. Ít này, không cần đến phát thứ hai. Điều hòa lại còn auto. Đấy, auto này. Đây là cái gì đây? Đấy. Điều hòa auto rất là đẹp, màn hình cam lùi đầy đủ, có cả USB, có cả USB này, rút ra một tí này, nhạc còn bầm bầm này, số của nó rất là đẹp. Ở đây này lắp cả đồng hồ nhiệt nữa, trên đây có đồng hồ nhiệt, dưới có đồng hồ nhiệt luôn. Xe chạy được 29 vạn rồi, chả biết gọi 29 vạn không hay là tua rồi. Đấy. Tất cả này, hệ thống tắp lô tắp ly của nó khá đẹp đúng không ạ? À, đây, tất cả các loại đèn này, em thử bật đèn lên cho các bác xem, bật hết đèn lên xem. Đấy xem. Đúng là như kiểu xe ben luôn. Tiếng kêu xi nhan như kiểu xe ben luôn. À, kính điện này, lên xuống ổn định nhá. À, tất cả các đường chỉ của nó, các bác thì nó nét luôn đúng không ạ? Kính điện của nó đầy đủ hết này. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Nói chung dòng này là một cái dòng xe gọi là vừa chạy vừa đập vừa phá mà chả hỏng này. Vì máy dầu thực ra nó cũng khá là bền. Có cái là sau này thì chi phí sửa chữa của nó khả năng là em thấy là nó sẽ đắt hơn máy xăng tí. Vì sao máy dầu nó bền, nó tiết kiệm rồi. Ông đã tiết kiệm về nhiên liệu rồi thì cái chi phí ông phải đắt hơn tí. Nói chung là nó không đắt hơn nhiều nhưng mà đắt hơn. Đấy, nói chung là dòng này thì nó cứ nhìn nhằng hoàn toàn là vặn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống mở phần khoang máy ra để xem là máy của nó thế nào. Đấy, máy của nó không biết là mở ở đâu. À đây. Cứ đi tìm. Máy dầu có khác, lỗ như công lông. Đấy, mà xi nhan thì như là xe ben. Đấy, xi nhan kêu như xe ben luôn. Đấy, lỗ hơn cả công lông luôn mà còn nhá. Đấy, nhưng mà chạy thì chất lắm các bạn ạ. Chạy chất lắm. Cái này chạy Thái Nguyên về thì khá là chất. Chạy cao tốc mà Santa Fe còn Phúc Sơn không đuổi được đâu. Máy này thì không khác cái máy công lông rồi. Nhưng mà yên tâm đi, máy thì không phải làm gì đâu ạ. Máy thoải mái, chạy bảo hành máy cho các bác luôn. Để bảo hành máy cho các bác luôn. Đó các bạn nhé. Nếu mà nói lỗ to quá hơn cả công lông. Để bảo hành máy cho các bác luôn. Chạy tầm 3 tháng không ảnh hưởng gì. Chạy tầm 3 tháng thoải mái, bảo hành máy 3 tháng cho các bác luôn. Nếu mà có vấn đề trục trặc về máy mà do lỗi bên em thì bên em sẽ chịu trách nhiệm, được chưa? Một cái chiếc xe mà khá là chất lượng như thế này, máy bảo hành 3 tháng, giá bảo hành máy 3 tháng cho các bác thì các bác biết là xe của nó thế nào rồi. Vâng, quý khách hàng cũng như quý bà con, các bác anh chị em nào quan tâm về chiếc xe này thì hãy nhớ nhấc máy lên và alo trực tiếp cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng qua số hotline 081 666 2386 hoặc 0971 255 863. Địa chỉ gà của em thì nằm tại ngay thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng. Và Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất kính mong tất cả mọi người cũng như quý khách hàng cũng như quý bà con, các bác anh chị em đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng em. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng ở những video tiếp theo.